những gì mà chúng ta vừa được theo dõi là cú phá bi của Sophia Mast. Và Sophia đã có cho mình một cú dry break. Không mất nhiều thời gian, ngay lập tức là Savannah thực hiện một tình huống đánh tấn công. Rồi, rồi, rồi. Không hề tuyệt vời. Và fluke cho mình con bi số 3 rồi. Rất là sức tay về này. Ok, nhưng không sao cả. Vẫn là đáng trước anh cho được King Hacker. Gọi cho mình có bị số 6 tới từ Savannah. Đáng tiếc dành cho Savannah Easton. Đó là một pha combo 3-6 không thành công. Giải nữ mở rộng Alpha Las Vegas nữ mở rộng vòng 1. Và đó là một tình huống xử lý rất hay của Sophia Mast. Mic hơi khó nghe. Ok, để mình chỉnh lại xíu ha. Đúng là sẽ dọn hàng rồi. Lần này thì Sophia Mast sẽ không mắc sai lầm nữa. Mình không rất đấu trước nữa. Và đây sẽ là cái cơ hội để có thể dọn dẹp cái bàn thi đấu này dành cho Sophia Mast. Không có một cái tình huống nào quá cụ thể. Chính xác, từ Sophia Mast. Con bi số 4 thì còn thoải mái đường riêng về lỗ góc phía con bi số 6. Pha này thì sẽ phải xử lý lực tốt. Hơi thiếu rồi. Chính xác tới từ Savannah. Là con bi số 8 thẳng thì tốt thôi. Và rack thi đấu này vẫn còn nguyên. Nhưng đang có tương đối nhiều tình huống. Ngay đầu tiên luôn là tình huống con bi số 2. Ok. Pha này thì có khá nhiều việc phải làm đây. Từ 5 ra 6 là khá nhiều việc phải làm đây. Rồi, bắt buộc là phải né hết mọi cái sự va chạm và buộc phải có thể ra được một cái vị trí để có thể đưa từ 6 ra 7 nữa. Đó, phải là như thế này. Sau đó thì là tiếp tục. Nói chung thì nhà Brunswick thì cũng có làm cả gậy và cả bàn. Tuy nhiên thì rất đáng tiếc cho Savannah Easton. À, gậy của Lucasi à? Hôm nọ thì mình cũng có thấy ở trên Instagram của Savannah cũng
có nói đến việc là quyết định là ăn lỗ giữa cái từ Sophia hay chăng đây? Cái hướng gậy này là vâng. Rồi chính xác, rất tuyệt vời. Thế từ Sophia Mast. Vinh Rager vẫn đang thi đấu với một phong độ rất ổn. Còn bị khó của Sophia. Và thôi cũng đành. Cũng đành phải chạy đạn thôi. Và ra con 10 như thế nào đây? Ok, rất đẹp. Ui, thẳng tắp luôn. Không có gì khó khăn cho Savannah Easton. Roadrunner vừa lên dẫn trước với tỷ số là 3-2. Rồi. Rồi. Công bố chính xác từ Sophia Mas và rack thiếu này đang nằm trong tay của Ping Dagger. Để có thể xả con bi cái vào băng ra 8. Rồi, tựa đầu con 10 rất hợp lý. Sẽ là một pha nhấn vào băng. Và sẽ bấm cái lại để ăn con 8 lỗ giữa. Ồ, chắc chắn rồi. Rất hay tới từ Savannah Easton. Là kết thúc. Vâng, rất hay tới từ Savannah Easton. Con này thẳng thì lại nhấn tiếp. Đó, thế thôi. Không có gì cả. Rất nhẹ nhàng. Rất nhẹ nhàng dành cho Savannah Easton để mang về chiến thắng ở trong set thiếu đầu tiên thưa các bạn. Rất hấp dẫn. Fluke con 8 rồi, Fluke con 8 rồi. Trời ơi. Ôi trời ơi, ui trời ơi. Rồi ok, ấy rồi ơi. Vâng. Chưa thắng được. Con bi số 7 sai lầm của Sophia Mast. Vẫn sẽ có rất nhiều điều cần phải xử lý dành cho Savannah Easton, nhưng mà Savannah làm được. Né được cái va chạm với con bi số 9. Và thẳng căng đến con bi số 8. Rất hay tới từ The Road Runner Savannah Easton. Tinh thần của Savannah cũng rất có thể sẽ quay trở lại sau rack thi đấu này. Cắm đầu gậy kéo vượt mặt 10 rồi. Rồi, ok. Rất hay tới từ Savannah Easton. Road Runner trở lại với cuộc đua cân bằng tỷ số 1-1 trong set 2. Rồi, ok. Miếng dán nó là chéo. Nó chéo lên, nó như là nó khuyết mất một cái phần ở đằng sau lưng bàn tay. Ok, quay trở lại trận đấu của chúng ta. Ra con bi số 5 thế nào đây? Ok, rất tuyệt vời tới từ Sophia Mas. Nhưng mà nghĩ rằng là có ăn con 6 lỗ giữa, thả cái vào băng ngắn phía trên qua khe 89 xuống hay không đây? Vâng, chắn rồi. Đường nói chung là khả dĩ nhất. Ok. Được. Chính xác tới từ Sophia Mast. Sẽ phải xử lý lực tốt cho 2 ra 3. Rồi ok.
định là cân 43. Rất hay, tới từ Sophia Mast. Đúng thật là nóng máy rồi. Nhưng mà con 10 nó cũng đang nằm ở một vị trí rất là nhạy cảm như thế kia. Con bi cái chỉ cần bị vô tình vót vào đằng sau lưng con 10 thôi cũng hỏng rồi. Và đó, cũng hỏng luôn con bi số 5 rồi. Cân thì trao cúp luôn. Ăn là trao được cúp này. Vâng, bật mom nảy ra. Vâng, đúng rồi anh Minh Tước ơi, mình cứ đớp cái bánh mì ấm họng vào bình luận cho sướng. Rồi, ok. Ăn con 9 luôn. Nhưng mà con 7 hơi khó nha. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha highlight này. Tôi đã sợ rằng là cái đường ra của con bi cái là nó bị vượt đầu con 9. Nhưng mà... Ôi! Trời ơi, thôi cũng được. A băng ăn được trao cúp luôn. Ok, tôi đồng ý luôn. Pha này tôi cũng đồng ý. A băng ăn được trao cúp luôn. Lỗi rồi. Không có cái cúp nào dành cho Sophia Mask cả. Hơi đáng tiếc. Savannah quyết định là sẽ đánh qua đầu 8. Bật băng nổi ra. Nào, nào, nào. Ok, trời ơi. Tính toán đẹp luôn. Của Savannah Easton. Và ngọn là Kiewood Performance Sharp. Bây giờ thì là cơ hội dành cho Savannah Easton. Với một cú combo 5 vào 7 không thể chính xác hơn được nữa rồi. Ra con bi số 6. Cái má này thì tôi nghĩ rằng là không được tuyệt vời cho lắm. Nhưng mà hơi lỗi má một tẹo. Pha này thì cu lê qua đầu 10. Ôi. Va qua đầu 10 mới là đẹp. Va vào 10 thì lại quá xấu. Ui ôi, hay thế nhờ. Chà, ok, pha đó đáng khen. Con này liệu rằng có đánh tấn công được hay không? Savannah có thể đánh tấn công được. Như là con 9 ở rack trước. Tấn công luôn rồi. Ok. Tình huống là ở con bi số 7. Sao lại có cái pha xử lý nó lại tuyệt vời thế nhở? Thôi nhưng mà nói gì nói đúng không các bạn? 600 điểm pha grade thì nó phải như thế. Cỡ như 700-800 như là Fedor God hay là Joshua Filler thì không nói. Nhưng mà cỡ trẻ 15, 14, 15 tuổi mà lên được 600 điểm Final Grade rồi là cũng là dạng kinh khủng rồi. Nào. Ok. Quyết định là sẽ không cắm đầu gậy để kéo hẳn về mà chỉ cần xả vào băng ra là được. Ok, và sẽ là ba đều dành cho Sophia. Rất tuyệt vời. Thật ra là theo như cá nhân tôi, tình huống ở con 6 như chúng ta đã chia sẻ, hai vận động viên mà chúng ta đang được theo dõi thì là hai vận động viên trẻ nhưng mà lại đang thi đấu ở giải Open nha thưa các bạn. Trời ơi, hay quá nhở. 14, 15 tuổi, 13, 14 tuổi nhưng mà đánh quá chững chạc. Con bi số 6 sẽ bị phơi. Combo 6-7. Trời ơi, quá đáng tiếc dành cho Sophia Mast. Không thể biết được là trận đấu này nó sẽ kết thúc như thế nào. Nhưng đây là một pha cân con bi số 10 của Savannah Easton không thành công. Và con 10 nằm ngay trước cửa lỗ rồi. Trời ơi. Kịch bản như thế này thì không thể đoán nổi.
Miễn à? Ờ đúng rồi, miễn thôi nhở, nó cần gì bắn nữa. Miễn thôi. Penalty shootout dành cho hai vận động viên và sẽ là bắn ở trong chấm 2 vạch dọc, à chấm 2 của băng dọc, à chấm 1 của băng ngang. Cú bắn đầu tiên không chính xác của Sophia Mast. Và Savannah Easton cũng không thực hiện cú bắn thành công, rất đáng tiếc. Maybe a 10 minutes penalty cơ à? Bản tiếng Anh ác không? Ác không nhỉ? Công nhận ác thật. Bản tiếng Anh quá ác luôn. Có ác như pha này không? Trời ơi, pha này thì lại không ác. Cú bắn lỗi của Sophia Mast. Ngày hôm qua thì Sina Valade bắn penalty khiến cho Skyler đúng là té luôn. Khoác cho mình màu áo của tuyển Mỹ nhưng mà Skyler lại để thua vòng 1 hơi đáng tiếc. Rồi, Savannah Eason cũng bắn lỗi. Pen cũng chạm 4 nhưng mà sau 4 loạt mà hòa thì bắn sudden death. Trời ơi. Thôi nào Sophia, thôi nào Savannah. Hai bạn cố lên nào, ăn một điểm đi nào, ai cũng được. Savannah Easton. Đây ơi, nó phải thế chứ. Đây là điều chúng ta chờ đợi tới từ The Road Runner, Savannah Easton. Oh, The Pink Dagger đã thực hiện thành công cú bắn penalty của mình. Kịch bản thật sự là không thể đoán được. Pha này Savannah mà hụt thì thôi đấy. Nhưng mà không có điều đó xảy ra.